Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong quá trình làm nội dung cho kênh Mê Khủng Long TV cũng như các nền tảng mạng xã hội khác, thỉnh thoảng tôi lại thấy một số bình luận như: cho đến giờ này chúng ta chưa biết được chính xác khủng long trông như thế nào, hoặc là vì chúng ta không biết khủng long trông như thế nào nên không thể phủ nhận rằng biết đâu chúng có mái tóc giống như ca sĩ Đan Trường. Đó có thể là một câu đùa phổ biến hay một hình meme lan truyền rộng rãi trên mạng, nhưng cũng có thể một số người tưởng chuyện đó là thật. Vậy thực hư câu chuyện ngoại hình của khủng long là như thế nào? Liệu chúng ta đã thật sự hiểu rõ khủng long trông ra sao chưa? Và làm thế nào chúng ta biết được hình dung của mình có chính xác hay không? Như các bạn đã biết, chúng ta tìm hiểu khủng long chủ yếu qua hóa thạch, nhưng nếu tưởng hóa thạch chỉ có xương thì các bạn đã lầm. Trong những điều kiện đặc biệt, mô mềm, chẳng hạn như da, cơ bắp, lông và thậm chí nội tạng đều có thể hóa thạch. Đó có thể là trường hợp con vật bị chôn vùi nhanh chóng ngay sau khi chết, ngăn không cho các loài ăn xác thối tiếp cận và tác động lên cái xác của nó. Đồng thời điều kiện môi trường làm chậm tốc độ phân hủy đến mức tối đa để vật chất trong các mô mềm cũng được các khoáng chất thay thế và trở thành hóa thạch. Đó là điều đã xảy ra trong thực tế và nhờ vậy, chúng ta sở hữu một số hóa thạch khủng long hiếm gặp mà các nhà cổ sinh vật học vẫn gọi chúng là xác ướp. Đương nhiên không phải là xác ướp đúng nghĩa như chúng ta vẫn nghĩ về xác ướp Ai Cập, mà thực chất là hóa thạch của những xác ướp tự nhiên hình thành sau khi con vật chết đi. Và nhờ những xác ướp này mà chân dung thật sự của nhiều loài khủng long cổ đại dần được hé lộ. Và sau đây, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV điểm qua 5 hóa thạch kiểu xác ướp có tầm quan trọng lớn trong lịch sử ngành cổ sinh vật học từ trước đến giờ. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên, hóa thạch kiểu xác ướp Trachodon. Đây là mẫu hóa thạch có số hiệu IMNH5060 của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, được khai quật vào năm 1908 tại bang Wyoming, Mỹ. Đây là mẫu vật khủng long hóa thạch đầu tiên là một bộ xương có dấu vết của da bao bọc phần lớn cơ thể. Ban đầu thì nó được xác định thuộc loài có danh pháp khoa học là Trachodon annectens, nhưng sau đó nó được xác định lại là Edmontosaurus annectens. Con khủng long chết trong tư thế nằm ngửa, các xương không bị đè phẳng và vẫn kết nối với nhau. Hóa thạch vẫn giữ được khoảng 2/3 lượng da. Trên đó người ta phát hiện da của con khủng long này gồm có hai loại vảy không chồng lên nhau, có đường kính từ 1-5mm. Khác với một số hóa thạch khủng long khác, da của mẫu vật IMNH5060 dính sát vào xương và một phần bị rút vào bên trong cơ thể, cho thấy con vật đã chết khô trước khi bị chôn lấp. Do đó người ta coi đây là hóa thạch của một xác ướp tự nhiên. Xác ướp Trachodon được xem là một trong những hóa thạch khủng long được bảo quản tốt nhất mà con người từng tìm thấy. Giá trị khoa học của nó nằm ở mức độ bảo quản cao, sự liên lạc của những chiếc xương vẫn còn ở nguyên vị trí của chúng về mặt giải phẫu học và lượng lớn dấu vết của da còn bao bọc cơ thể con vật. Năm 1911, nhà cổ sinh vật học lừng danh Henry Fairfield Osborn đã kết luận rằng mẫu vật thật sự tuyệt vời này gần như đã làm tăng gấp đôi hiểu biết của chúng ta về hành vi và đời sống của một nhóm bò sát thật sự phi thường. Cũng chính từ hóa thạch này mà Henry Fairfield Osborn đã định ra thuật ngữ xác ướp khủng long, dùng cho các mẫu vật hóa thạch khủng long còn dấu vết của mô mềm ngoài xương ra. Như vậy, ngay từ rất sớm, chúng ta đã có bằng chứng về da của khủng long và ngoại hình tương đối của chúng, dù con vật đã bị khô quắt trước khi hóa thạch. Thứ hai, hóa thạch kiểu xác ướp Dakota. Dakota cũng là hóa thạch của một con khủng long Edmontosaurus annectens. Đây là một mẫu vật cực kỳ giá trị về mặt khoa học, bởi không chỉ có da hóa thạch giống như hóa thạch Trachodon, mà còn có cả cơ bắp nữa. Được phát hiện vào năm 1999 và công tác khai quật hoàn tất vào năm 2006, hóa thạch đã được các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu kỹ lưỡng bằng các công nghệ cao như chụp cắt lớp để khai thác được nhiều thông tin nhất có thể từ một mẫu vật quý hiếm như vậy. Trong những thứ được hóa thạch có các cơ và gân giúp các nhà khoa học tính toán chính xác hơn khối lượng của con vật cũng như khả năng vận động của nó. Kết quả ước tính cho thấy, Dakota có khả năng chạy ở vận tốc 45 km/h, nhanh hơn nhiều so với vận tốc chạy ước tính của T-Rex, vốn chỉ khoảng 28 km/h. Ngoài ra thì lượng lớn da hóa thạch cũng cho phép chúng ta có cái nhìn rõ hơn về ngoại hình của con khủng long khi còn sống. Những cái vảy có kích cỡ khác nhau nhiều khả năng liên quan đến màu sắc của Dakota, chẳng hạn như tạo thành những hoa văn dạng sọc ở chỉ trước của nó. Như các bạn có thể thấy thì một trong những cái chân của Dakota còn gần như giữ nguyên hình dạng ban đầu, không khác gì của một con vật mới chết ngày hôm qua. Đương nhiên đá vẫn là đá và bạn đừng nghĩ đến việc cắn vào cái chân này mà mong hàm răng của mình còn nguyên vẹn. Thứ ba, hóa thạch xác long kết Mông Cổ SMF-R4970. Đây là một hóa thạch có lẽ đã bị buôn lậu khỏi lãnh thổ Trung Quốc, rồi sau đó được một người mua lại và hiến tặng cho bảo tàng Senckenberg ở Đức. Mặc dù thân thể của con vật đã bị áp lực đè phẳng sau hơn 100 triệu năm,
Đây là một trong những mẫu vật khủng long có bộ da hóa thạch hoàn chỉnh nhất từ trước đến giờ. Bộ da hóa thạch này cho thấy phần lớn cơ thể của con khủng long có vảy che phủ. Ngoài ra nó còn có một chòm lông trên đuôi trông khá thời trang, có lẽ nhằm mục đích trang trí để thu hút nhau trong mùa giao phối. Ngoài ra thì trong một nghiên cứu năm 2016, với việc khảo cát các melanosome còn được bảo quản trong bộ da hóa thạch của con giác long kết Mông Cổ này, các nhà khoa học biết rằng nó cũng sử dụng một chiến thuật ngụy trang bằng màu sắc gọi là counter shading, nghĩa là phần thân phía trên có màu tối hơn ở phần dưới. Điều này có lẽ liên quan đến việc con khủng long này từng sống trong môi trường rừng rậm rạp và âm u, cũng giống như nhiều loài hưu nai sống trong rừng ngày nay. Ngoài ra thì trên các chi còn được điểm thêm bằng những chấm và sọc giúp chúng hòa vào môi trường xung quanh tốt hơn. Tuyệt vời hơn, các nhà khoa học còn biết con vật còn sở hữu những đốm màu đậm ở trên mặt, vai, có lẽ là để trang trí và ở lỗ huyệt, cái lỗ đa năng được dùng cho cả việc bài tiết lẫn sinh sản, có lẽ là để kháng khuẩn, giống như việc cửa hậu của chúng ta có màu đậm hơn phần da xung quanh vậy. Năm 2021, người ta tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng hơn lỗ huyệt của con giác long kết Mông Cổ này, cũng chính là lỗ huyệt đầu tiên được tìm thấy trong hóa thạch của một con khủng long phi điểu. Kết quả cho thấy nó vừa có điểm giống lỗ huyệt của cá sấu, vừa có điểm giống lỗ huyệt của chim. Hai mép của lỗ huyệt nằm tách rời nhau nhưng hội tụ lại ở một điểm nằm về phía sau, tạo thành hình chữ V giống như lỗ huyệt ở cá sấu. Nhưng phần mấu lồi của chúng lại khá giống mấu lồi ở lỗ huyệt của chim. Đặc biệt hơn, một nghiên cứu năm 2022 còn thấy được cả rốn của con vật. Đây chính là cây rốn đầu tiên được tìm thấy ở khủng long phi điểu và là cây rốn cổ nhất trong số hóa thạch của các động vật có màng ối. Thứ tư, hóa thạch khủng long hoàn hảo nhất thế giới, Borealopelta McMichaelli. Được tìm thấy một cách bất ngờ vào tháng 3 năm 2011, hóa thạch của loài khủng long Borealopelta McMichaelli chắc chắn sẽ khiến bạn há hốc mồm ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Con vật được giữ nguyên hình dạng 3 chiều của nó như khi còn sống, trông nó chỉ như đang trong một giấc ngủ dài. Borealopelta McMichaelli được xếp vào họ giác long xương kết Nodosauridae với toàn thân được bọc một lớp giáp vô cùng chắc chắn bằng vảy xương, tất cả gần như đều được giữ nguyên vị trí ban đầu. Những phần mô mềm hóa thạch khác được người ta tìm thấy ở mẫu vật Borealopelta McMichaelli này còn có da và mô. Họ cũng phát hiện ra dạ dày của con vật cũng như bữa ăn cuối cùng của nó với thành phần chủ yếu là ngọn dương xỉ non. Khi xem xét melanosome được tìm thấy trên hóa thạch, các nhà cổ sinh vật học cũng nhận thấy con vật này có thể từng mang bề ngoài giống như màu đất đỏ, có thể là cách để nó ngụy trang trong môi trường sống. Sự xuất hiện của Borealopelta McMichaelli có lẽ đã giúp ích rất nhiều cho các nhà khoa học trong việc phục dựng ngoại hình của các loài khủng long thuộc nhóm giáp long, gồm hai họ giáp long xương kết và giáp long đuôi chùy. Về con khủng long này thì kênh đã có một video chi tiết hơn, các bạn có thể đón xem ở trong đường link bên dưới phần mô tả. Thứ năm, hóa thạch khủng long phi điểu có lông vũ đầu tiên được xác định, Sinosauropteryx. Mặc dù ý tưởng khủng long là tổ tiên của chim và cũng sở hữu lông vũ giống chim xuất hiện từ rất sớm với giả thuyết của nhà sinh vật học Thomas Henry Huxley, nhưng chúng ta hầu như không có bằng chứng để kết luận điều này. Chúng ta chỉ biết rằng hóa thạch của chim thủy tổ Archaeopteryx có nhiều điểm giống khủng long và có thể là một chim mang tính chuyển tiếp giữa khủng long và chim. Một số phát hiện sau đó cũng cung cấp thêm vài bằng chứng mơ hồ nữa. Và đến giữa thập niên 1990, bước ngoặt cuối cùng cũng xảy đến. Các nhà cổ sinh vật học công bố phát hiện và mô tả về một loài khủng long mới có danh pháp khoa học là Sinosauropteryx primer với dấu vết rõ ràng của lông vũ. Không chỉ vậy, các nhà cổ sinh vật học còn có thể dựa trên chính hóa thạch mà xác định màu lông của Sinosauropteryx mà chưa cần phát hiện ra melanosome. Ngoài mẫu định danh ra thì trên nhiều hóa thạch khác của Sinosauropteryx có sự hiện diện của những dải lông màu sáng tối xen kẽ với nhau, đồng thời con vật cũng sử dụng chiến thuật ngụy trang counter shading với phần thân trên màu tối hơn phần thân dưới. Chính nhờ Sinosauropteryx, chúng ta có thể đã kết thúc cuộc tranh luận dài hơi về lông vũ ở khủng long và bước sang trang mới trong việc hình dung ra ngoại hình của chúng. Đó là năm hóa thạch xương ướp khủng long quan trọng, giúp chúng ta ngày một tiến gần hơn đến việc phục dựng chân dung thật sự của nhóm động vật từng thống trị trái đất này. Bên cạnh những mẫu vật này thì chúng ta còn khá nhiều mẫu vật với chất lượng tốt khác, và trong lòng đất có thể sẽ còn những mẫu vật tương tự đang chờ được các nhà cổ sinh vật học khám phá. Mặc dù còn rất nhiều loài khủng long không được may mắn như vậy, thậm chí chỉ có duy nhất một chiếc xương được tìm thấy, nhưng những phát hiện như trên có thể giúp chúng ta suy luận ra nhiều điều về ngoại hình của tất cả các loài khủng long. Hy vọng rằng trong tương lai thì những phát hiện mới sẽ giúp con người lấp đầy những khoảng trống kiến thức về ngoại hình của khủng long. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.